Tôi là tiến sĩ Lương Y Nguyễn Hoàng, nguyên giảng viên trường Đại học Dược Hà Nội. Hôm nay chúng ta nói về đau nhức xương khớp và phương pháp điều trị. Hiện nay thì không những ở Việt Nam mà trên thế giới người ta rất ưa chuộng những cái sản phẩm điều trị đau nhức xương khớp đi từ thiên nhiên. Ví dụ như là ở đây ta có cái sản phẩm là viên sủi Gestra. Một cái điều rất hay là trong cái viên sủi Gestra này thì kết hợp cả những cái thảo dược ở trong nước ta, và đồng thời là có tiếp thu và sử dụng một số những cái thảo dược trên thế giới, rồi lại có thể có kết hợp cả những cái hoạt chất của y học hiện đại. Những cái thảo dược mà ở trong nước ta đã được dùng lâu đời. Ví dụ như là ở trong cái viên sủi Gestra này thì ta có cái chiết xuất từ cái dây đầu xương. Cái đầu xương là một cái thảo dược được dùng trong dân gian và trong y học cổ truyền nước ta rất lâu đời. Thứ hai là cái chiết xuất từ nghệ, mà cụ thể ở đây tức là cúc cumin. Thì cúc cumin nó vừa có cái tác dụng là hoạt huyết, là tiêu viêm, là giảm đau, và đồng thời lại kết hợp những cái thảo dược cũng được dùng rất phổ biến trên thế giới lâu đời. Ví dụ như là ở đây ta có cái chiết xuất từ cây móng quỷ. Cây móng quỷ là một cái cây thuốc có nguồn gốc châu Phi và đã được nghiên cứu cũng hàng thế kỷ nay, đặc biệt là ở Đức. Ở trong cái cây móng quỷ này, cây móng quỷ là một cái cây thuộc họ vừng Vedaliaceae, và khi nghiên cứu thì người ta thấy cái hoạt chất chủ yếu trong cây móng quỷ này là những cái glycoside iridoid, nó có tác dụng chống viêm, giảm đau rất tốt. Ngoài những cái thảo dược đó ra thì trong cái viên sủi Gestra này thì lại sử dụng những cái thành phần theo y học hiện đại. Ví dụ trong viên sủi này ta có glucosamine sunfat, rồi ta lại có cái collagen type 2, và đặc biệt là dùng cái hóa chất MSM, tức là methyl sulfonyl methane. Cái hóa chất này thì nó là có cái tác dụng giảm đau, chống viêm, làm lành vết thương rất tốt. Và đặc biệt là người ta dùng cả cái thì hóa chất này điều trị những cái viêm như là viêm đường tiêu hóa, như là viêm loét dạ dày, người ta cũng có dùng. Chứng tỏ rằng là dùng cái hóa chất này vào trong những cái sản phẩm trị đau nhức xương khớp là ta không sợ nó tác dụng xấu đi dạ dày như là các cái sản phẩm corticoid. Thế và những cái thành phần của cái viên sủi Gestra này thì người ta để chiết xuất những cái tinh chất của nó và bào chế dưới cái dạng là viên sủi, dùng nó khá tiện lợi. Thì mỗi ngày ta có thể dùng 2 lần, mỗi lần một cái viên sủi này hòa tan vào cái cốc nước đun sôi để nguội rồi ta uống. Uống như thế thì nó có tác dụng cho rất nhiều trường hợp, như là đau nhức xương khớp, rồi thì là đi lại khó khăn, rồi thì tê thấp, vân vân. Và sau khi dùng một thời gian nó đỡ rồi thì có thể dùng những cái liều duy trì là mỗi ngày ta dùng một cái viên sủi.
cũng hòa vào cốc nước đun sôi để nguội và ta uống nó khá tiện lợi. Thế ngoài cái sản phẩm là viên sủi Destra này thì cái Gen Boy, cái Gen Boy Destra này thì cũng lại có những cái thành phần là thảo dược, rồi cũng có những thành phần là theo y học hiện đại. Cụ thể thảo dược ở trong này là người ta chiết xuất ra những cái tinh chất từ dây đau xương, từ độc hoạt, từ thổ phục linh. Thế rồi thì lại có những cái thành phần của theo y học hiện đại như là methyl salicylate. Thế và cái Gen Boy này thì sử dụng nó cũng rất tiện, tức là đau nhức chỗ nào thì người ta bôi vào chỗ đó, có thể bôi ngày vài ba lần. Thì có cái lợi cái chỗ tức là đau nhức ở chỗ nào thì ta bôi vào chỗ ấy và nó thấm vào trong cơ, trong xương khớp, và có cái tác dụng rất nhanh theo cái phản hồi của người sử dụng là nó có cái tác dụng nó khá tốt và không có cái độc hại gì nó đáng lo ngại cho người sử dụng.